nguyên nhân gây ra ngực bên to bên nhỏ. Hầu như các chị em đều có kích thước núi đôi không hề giống nhau. Do vậy trường hợp bên ngực to bên ngực nhỏ chẳng phải hiếm gặp nhưng lại có ít chị em chú ý đến. Nhưng nếu như mức độ chênh lệch của hai bên ngực cao đến 30% thì có thể đó là do một số các nguyên nhân bao gồm: do di truyền. Tình trạng vòng một mất cân đối có thể là do di truyền. Vùng núi đôi của nhiều chị em khi sinh ra đã có sự phát triển không đều với nhau. Trường hợp mẹ hay chị của bạn có ngực lệch bẩm sinh thì khả năng cao bạn cũng gặp phải tình trạng này. Do ngủ sai tư thế. Tình trạng ngực bên to bên nhỏ cũng có thể là do ngủ sai tư thế. Bởi vì tư thế ngủ đóng vai trò khá quan trọng đối với việc quyết định hình dáng và sự cân đối của núi đôi. Nhưng nhiều chị em lại duy trì thói quen ngủ nằm nghiêng một bên làm cho bầu ngực bị đè nén, kích thích sự phát triển. Do thay đổi nội tiết tố ở giai đoạn dậy thì. Đây cũng là một nguyên nhân khá phổ biến làm cho ngực không đều. Lý do vì trong giai đoạn dậy thì ở nữ giới sản sinh nhiều hormone nội tiết nữ. Đây chính là giai đoạn phát triển của các mô tuyến vú nhiều. Do chứng phì đại tuyến vú. Dù tình trạng này không phổ biến thế nhưng phì đại tuyến vú cũng là một nguyên nhân gây ra ngực một bên to một bên nhỏ. Phì đại tuyến vú thường xuyên xảy ra ở giai đoạn lứa tuổi vị thành niên, làm cho một bên vú phát triển đáng kể hơn so với bên vú còn lại. Do ung thư vú. Ung thư vú gây ra ngực có sự thay đổi về kích thước làm cho một bên to còn một bên lại nhỏ hơn.